Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong số đối thoại đầu tiên để bàn về dịch Covid-19 tác động tới nền kinh tế Việt Nam như thế nào, chúng tôi đã cùng các khách mời là các chuyên gia kinh tế cùng bàn về những tác động của Covid-19 tới kinh tế Việt Nam, những con số đáng chú ý và những giải pháp mà chính phủ đã đưa ra để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Trong số đối thoại tuần này, chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay đối thoại các khách mời là các doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế để cùng bàn về câu chuyện này, đặc biệt liên quan tới nhóm doanh nghiệp du lịch dịch vụ, là nhóm doanh nghiệp bị tác động ảnh hưởng rất nhiều từ dịch Covid-19. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Đoàn Minh Phú, Tổng Giám đốc chuỗi nhà hàng siêu thị Thế giới Hải sản. Bà Lã Thu Hằng, Giám đốc công ty du lịch New Tour. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và trong số đối thoại đầu tiên, chúng tôi đã cùng các khách mời bàn luận tác động của dịch Covid-19 tới kinh tế Việt Nam và cả một cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên ngày hôm nay có sự có mặt của doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, rồi chuyên gia kinh tế, chúng ta bàn kỹ hơn về nhóm ngành này và cùng đưa ra những thực trạng, những giải pháp để giúp các doanh nghiệp có thể ứng phó với Covid-19. Thì trước khi mà chúng ta bàn tiếp về nội dung này, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả và đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm nay, khách quốc tế chỉ tăng 4,8%, mức tăng thấp nhất của 2 tháng các năm từ 2016 đến 2020. Lượng khách quốc tế trong tháng 2 năm nay chỉ đạt khoảng 1 triệu lượt khách, giảm 49,8% so với tháng trước và giảm 35,8% so với cùng kỳ. Chủ trì buổi họp báo chính phủ mới đây, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, theo thống kê, ngành du lịch ước tính thiệt hại 7 tỷ đô la Mỹ vì dịch Covid-19. Sáng ngày 12 tháng 3, trong cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng với các tập đoàn kinh tế tư nhân, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ đã hiến kế về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Hiện nay thì Đảng và Nhà nước đang rất quan tâm đến lĩnh vực du lịch và coi du lịch là một động lực để phát triển cũng như là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên là trong luật đầu tư chưa có một cái quy định nào để quy định là các cái dự án du lịch được xếp vào là lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Vì vậy là chúng tôi cũng rất là mong khi mà nhà nước, Đảng và Nhà nước đã xác định lĩnh vực nào là lĩnh vực chủ chốt mũi nhọn thì sẽ có những cái chính sách hỗ trợ đi kèm, đặc biệt là được cụ thể hóa, luật hóa ngay trong các cái văn bản luật liên quan. Một cái hãng máy bay thì 30-40% cái chi phí là nó đi từ cái nhiên liệu bay. Thì chúng tôi cũng xin là miễn giảm 50% đến 70% các cái phí cất hạ cánh và các cái chi phí tại cầu cảng. Thì tại sao mà đề nghị cái này? Thực tế là Thái Lan và Nhật cũng như là Singapore thì họ cũng đã giảm cái thuế này. Sau khi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ có một chương trình tổng thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19. Chúng ta sẽ có một chương trình tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện, giảm chi phí cho doanh nghiệp, kể cả miễn giảm thuế, phí, lãi suất vay, giảm khoản nợ cho chậm nộp, kể cả thuế, phí bảo hiểm, đặc biệt là những lĩnh vực ngành nghề chịu tác động nặng nề của Covid-19. Sự hỗ trợ phải có chọn lọc, không cầu bằng, không dằn đều. Đồng thời, chuẩn bị một chương trình toàn diện, kỹ càng phục hồi kinh tế sau khi dịch kết thúc. Ngay trong chiều ngày 12 tháng 3, thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành thông tư số 01 quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có hiệu lực chỉ một ngày sau đó, tức là ngày 13 tháng 3. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, bên cạnh những giải pháp được đưa ra gần đây, thì Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu và sẽ sớm đưa ra quyết định về lãi suất điều hành trong thời gian tới, có thể là xu hướng giảm. Trước đó, vào ngày 11 tháng 3, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trình chính phủ ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường với tổng số tiền đề xuất gia hạn là 30.100 tỷ đồng. Để gia hạn thuế giá trị gia tăng không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Vâng, thưa các khách mời, chủ trì trong phiên họp mà họp báo chính phủ mới đây thì Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đã đưa ra một con số đáng chú ý, đó là ngành du lịch thiệt hại 7 tỷ đô la vì dịch Covid-19. Thì đây cũng là một con số mà rất nhiều người quan tâm thời gian gần đây và cho rằng là ngành này là ngành bị tác động ảnh hưởng nhất. Tất nhiên là cũng còn nhiều ý kiến là còn nhiều ngành khác, tuy nhiên là đây là một cái thông tin rất đáng chú ý. Vậy thì ngày hôm nay có doanh nghiệp du lịch này, doanh nghiệp dịch vụ này và có cả chuyên gia nữa, thì các khách mời có thể cho biết là những cái thực trạng mình trong thời gian vừa qua như thế nào. Thì trước là xin mời ý kiến của bà Hằng.
Vâng. Vâng. Thưa các anh chị, thì hôm nay thì tôi cũng đến đây thì cũng rất là mong muốn để có thể là chia sẻ về những cái khó khăn, những cái thực tế mà công ty doanh nghiệp của chúng tôi đang gặp phải. Thì hiện tại thì công ty tôi cũng xin trình bày một số những cái về doanh nghiệp của mình, một số những cái. Thứ nhất là công ty của chúng tôi thì hiện tại là có trụ sở chính ở Hà Nội và có văn phòng ở các tỉnh ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và một số chi nhánh khác. Thế thì với cái lượng nhân sự hiện tại thì của chúng tôi là khoảng 100 nhân sự trải dài ở các tỉnh thành và các văn phòng. Thế thì khi mà cái thời điểm mà dịch Covid-19 bắt đầu tác động đến cái xã hội và ở Việt Nam, ở trên thế giới nói riêng và ở Việt Nam, thì chúng tôi cũng đã bắt đầu từ tháng 1 của năm 2020 thì bắt đầu là chúng tôi cũng đã có những cái thấy là có những cái nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đấy, từ bắt đầu là từ thời điểm Tết Nguyên Đán đấy, là chúng tôi cũng có những khách là người ta cũng đã bắt đầu là thời điểm bắt đầu là từ Tết âm lịch ra là hầu hết là khách hàng người ta hủy tour hết đấy. Và tất cả văn phòng ở tất cả các tỉnh đấy, của công ty là người ta đều điện về là có bắt đầu là khách người ta khi bắt đầu nó bắt đầu là bùng nổ ở trên ở Vũ Hán Trung Quốc đấy, thì là tất cả những cái thị trường ở Trung Quốc là khách người ta hủy hết. Sau đó thì bắt đầu là đến thời điểm mà một số nước khác đấy, bị ảnh hưởng như là Hàn Quốc đấy, thì cũng là bị chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất là lớn, bởi vì đa phần các cái chương trình tour đi các nước ở Đông Bắc Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc là của công ty chúng tôi thì cũng đang chạy rất lớn. Một tháng của chúng tôi cũng đến khoảng tầm một tháng cũng khoảng tầm 30 đến 40 đoàn đấy. Thế thì nó cũng là bị ảnh hưởng nhiều, thực sự lớn. Thế thì trong cái thời điểm như thế thì công ty chúng tôi cũng đã phải thực sự là phải gồng gánh lên, bởi vì là với gần 100 nhân sự như thế đấy, thì với thời điểm mà khách hàng người ta hủy tour thì chúng tôi cũng lúc đấy là cũng quay lại thì chúng tôi cũng làm việc với cả những cái đơn vị về cung cấp dịch vụ như là bên hàng không đấy, và bên vận tải nhà hàng và các nhà hàng. Thế thì chúng tôi cũng chưa nó thực sự là lúc đấy là bên hàng không họ cũng bị ảnh hưởng nhưng mà cũng chưa có những cái nó gọi là buổi mà có thể ngồi với nhau để mà làm việc được, bởi vì thời điểm đấy nó gọi là mới. Thế thì sau đó thì bắt đầu là bên Hiệp hội Du lịch cũng như là bên Tổng cục Du lịch cũng đã đưa ra những cái thông báo liên tục cho chúng tôi và cũng có những cái buổi họp riêng với cả bên Hiệp hội Du lịch đấy, để mà tìm cách là có thể là hỗ trợ cho các doanh nghiệp đấy, thì chúng tôi cũng có tham gia đấy. Tuy nhiên là tôi thấy có một cái vấn đề là như thế này, là thực sự là truyền thông ở Việt Nam mình thì phải nói là họ cũng rất là nhanh mà thu thập tin tức, nhưng mà đôi khi thì khi mà chúng tôi chẳng hạn như là bùng phát dịch ra như thế ở Trung Quốc như thế, nhưng mà ở Việt Nam ấy thì cũng thực sự là cũng đã nhà chính phủ cũng như là các cái ban ngành họ đã là có những cái gọi là động tác mà rất là kịp thời và kiên quyết để mà phòng chống dịch đấy, kể cả cái việc là ngăn chặn những cái người mà đi từ vùng dịch là ở Vũ Hán hoặc là ở các nước như Nhật Bản đấy, thế thì họ cũng đang ngăn chặn ngay từ ở sân bay rồi và để không cho dịch nó lây lan sang đấy. Thế nhưng mà đôi khi thì cái việc mà chính phủ thì đang họp bàn cũng như là các bộ ban ngành như Tổng cục Du lịch rồi Hiệp hội Du lịch, tức là các cái sở ban ngành thì họ cũng đang chưa mới gọi là đưa cái thông tin thôi, thì trên một số những cái mạng xã hội hoặc là những cái trang báo thì người ta cũng đã đưa cái thông tin rất nhanh, nhưng thực vô hình chung những cái thông tin đó nó lại là gây hoang mang đến cái tâm lý của người dân, và từ đó bản thân họ là họ cũng, bởi vì người dân là gì, họ rất là tức là cái tâm lý người ta nó rất là nhạy cảm và người ta bị ảnh hưởng như thế thì người ta bị ảnh hưởng cái tâm lý và người ta không còn muốn là đi du lịch nữa, và rất nhiều khách là hủy tour đấy. Thế thì
Và từ tháng 1 bây giờ là tháng 3 rồi thì tình hình tháng 3 rồi thì đến bây giờ thì công ty chúng tôi cũng ở thời điểm này thì vẫn là đang làm việc cầm chừng. Chúng tôi cũng hiện tại là cũng phải cho một số khoảng 50% nhân sự ở các văn phòng nghỉ tạm thời. Đấy, nghỉ không lương, và có một số những cái nhân viên mà tại gọi là chủ chốt thôi. Ví dụ mỗi một văn phòng thì chúng tôi để lại giữ một người hoặc hai người. Đấy, những cái bộ phận văn phòng chính thì chúng tôi sẽ cho là đến văn phòng hàng ngày, nhưng mà đảo, ví dụ như là người thì đi 3 năm 7, người thì đi 2 tới 6. Đấy, và nhận một mức lương là theo mức lương bằng 50% lương cứng so với trước đây. Vâng. Thế thì tất cả là nhân sự của công ty thì cũng phải đồng lòng đồng sức thôi, chứ cũng không, bây giờ cũng không, thực sự là cũng không biết xoay sở thế nào. Vâng. Thì chúng tôi cũng rất là mong là sẽ có sắp thời gian tới đây thì cái dịch này nó cũng sẽ giảm đi, và tín hiệu về du lịch thì nó sẽ tốt hơn, và người dân người ta cũng sẽ tin tưởng hơn để mà tiếp tục đi du lịch trở lại. Vâng. Vâng. Đó là một giải pháp mà cũng rất nhiều doanh nghiệp đang áp dụng. Phía doanh nghiệp Công Phú thế nào? Về phía ngành nhà hàng của tôi ấy, thì trong hệ thống của chúng tôi hiện nay thì có 13 cái địa điểm kinh doanh. Và trong khi kinh doanh thì chúng thường xuyên phải tham vấn các cái địa điểm kinh doanh khác xem họ làm ăn thế nào. Thì cái thiệt hại chúng tôi là hiện hữu. Thực sự vì là thứ nhất ý, là doanh thu là giảm 30%, 50%, 70% và cá biệt là phải đóng cửa. Đấy là hiện hữu. Cái thứ hai, chi phí không giảm mà lại tăng. Thí dụ chi phí phòng chống dịch bệnh, nào là khẩu trang, nước rửa tay, diệt khuẩn của điểm kinh doanh. Một lần tôi phun hết 3 triệu trong một địa điểm. Trước kia chỉ là một tháng làm một lần, bây giờ phải hàng tuần và cách 2-3 ngày lại phải phun một lần. Như vậy chi phí nó tăng, tăng hiện hữu luôn. Thì đương nhiên câu chuyện chi phí tăng, doanh thu giảm thì câu chuyện lợi nhuận hoặc lỗ là hiện hữu luôn. Cái tăng nữa là cái chi phí về khuyến thị, khuyến mại. Bây giờ rõ ràng là muốn có khách đến thì lại phải tiếp tục chương trình giảm giá, tiếp tục phải quảng cáo. Nếu không thì họ ta không biết là cái khách sẽ không đến. Mà không đến thì mình còn, tóm lại là mình chết sớm hơn. Đấy. Thế thì trong cái bối cảnh này thì doanh nghiệp nào cũng phải có giải pháp của người ta. Thế thì đối với chúng tôi ấy, thì chúng ta cũng thực ra khi bắt đầu trước Tết là chúng ta đã họp, ban lãnh đạo phải họp bàn, phải lên chiến lược chiến thuật rồi. Và tìm giải pháp rồi. Thì giải pháp nó, mỗi một doanh nghiệp, một thủ thì đặc thù của nó sẽ có giải pháp khác nhau. Nhưng mà theo chúng tôi ấy, thì giải pháp nào thì nó phải bắt đầu từ mục tiêu. Nó bắt đầu từ mục tiêu. Thế thì mục tiêu của hệ thống chế giải của chúng tôi ấy, thứ nhất là giữ được toàn bộ 100% nhân viên. Không cắt giảm nhân sự. Cái mục nó theo thứ tự nhất, đầu tiên là thế, chúng tôi vì người lao động mà. Đấy. Cái mục tiêu thứ hai là không đóng cửa nhà hàng. Không đóng cửa nhà hàng. Cái mục tiêu thứ ba mới là giảm mức lỗ ở cái mức tối thiểu. Và mục tiêu cuối cùng là sẽ tồn tại được và sẽ phục hồi sau dịch. Đấy là mục tiêu của cả. Thì tôi mục tiêu như thế, thì tôi sẽ không cho nhân viên nghỉ việc. Không giống như chị Hằng là chị cho một nửa nhân viên nghỉ. Thì tôi sẽ có giải pháp khác. Nhưng mà trước khi nói chia sẻ cái giải pháp của tôi thì muốn, thực sự là muốn anh Hiếu là người làm nghiên cứu thì cũng có cái giải pháp tổng thể của các anh là người làm nghiên cứu đối với các doanh nghiệp chúng tôi như thế nào. Và muốn nghe lời tôi thì trước khi nói đến giải pháp thì chúng ta phải hình dung ra cái hậu quả. Thì như chúng ta vừa trao đổi chị Hằng, hậu quả trước mắt là những cái thiệt hại về kinh tế. Nhưng đối với người làm chính sách thì chúng tôi còn lo lắng hơn ở cái giai đoạn phục hồi. Có nghĩa rằng là chúng ta hình dung ra hiện nay chúng ta phải cắt giảm chi phí này, cắt giảm nhân công. Thế thì khi phục hồi thì liệu chúng ta có thu hút lại được cái đối tượng là khách hay không, khi mà dịch nó đi qua thì nó ảnh hưởng. Bởi vì chúng tôi rất lo lắng cái này. Hiện nay khi chúng ta cắt giảm chi phí thì nó sẽ liên quan đến cắt giảm chất lượng bảo trì, bảo dưỡng, ví dụ như các cơ sở về kinh doanh dịch vụ, khách sạn hay là các cái khu resort. Ví dụ như cá nhân tôi cũng đã đi và tôi khẳng định là cái chất lượng của cái du lịch mùa dịch nó giảm hơn rất nhiều. Cái này ví dụ như tôi sẽ chia sẻ vấn đề này. Đấy là cái mà như vậy, cái lo lắng của chúng tôi là nó còn rộng hơn. Là làm thế nào để chúng ta nói rằng là nếu như chúng ta phục hồi thì chúng ta phải phục hồi được đầy đủ.
và thậm chí tốt hơn. Và như vậy chúng ta cứ hình dung cái này, giả sử như chúng ta hiện nay chúng ta đang cắt giảm rất nhiều nhân viên, thế giả sử như sau này như anh Phú nói rằng là không cắt giảm nhân viên thì may, nhưng có rất nhiều nhà hàng cắt giảm, thế sau này nhỡ khách nó quay trở lại thì làm sao chúng ta để có nhân viên mà đã được đào tạo, có nhân viên và đã được làm quen, thì có một số bạn người ta nghỉ người ta sẽ làm ở chỗ khác. Thế rồi vận chuyển hàng không gia tăng, vận chuyển đường bộ gia tăng, khách gia tăng, tất cả các thứ nó gia tăng, thì cái việc mà duy trì để đảm bảo cái chất lượng không mất đi hình ảnh uy tín, thì rõ ràng đây tôi cho rằng là cái tác động của cái dịch này thì nó không chỉ dừng lại ở những con số thiệt hại trước mắt như doanh nghiệp đang gánh chịu, mà cái hậu quả của nó có thể tác động ảnh hưởng lâu dài hơn một chút nếu như chúng ta không dự kiến cái việc đó. Thì giải pháp của chúng ta có thể thậm chí là rất khó để chúng ta có thể chỉ cầm cự được, nhưng ngay cả cái giai đoạn phục hồi chúng ta cũng không thể phục hồi được 100%, thì đó cũng là một điều đáng tiếc. Thế thì như vậy đấy, thì tôi cũng muốn chia sẻ với như vậy giải pháp nó phải tổng thể, là không chỉ cầm cự này vượt qua, mà thậm chí là giải pháp chúng ta phải làm thế nào để tận dụng tối đa cái cơ hội khi nó quay trở lại. Thì anh nhìn cái logic của Phú nói chuyện với anh ấy là giữ được nhân viên này, không đóng cửa này, lỗ ít nhất có thể này, và phục hồi sau dịch. Từ cái mục tiêu thế chúng ta sẽ ra cái giải pháp cũng chia sẻ để anh yên tâm như này. Thứ nhất là đối với thế sản chúng tôi, hệ thống chúng tôi ấy, là tôi có nói với anh em là tất cả các biện pháp gì thì biện pháp, nhưng mà không được cắt giảm chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đấy là nguyên tắc đầu tiên. Bởi vì nếu mất chất lượng dịch vụ sản phẩm ấy thì bạn không bao giờ còn cơ hội nào mà phục hồi hay sống lại được cả. Thế từ đấy chúng tôi có một số giải pháp. Thứ nhất ấy, là tăng cường phòng chống dịch và tăng cường cái điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cái điểm kinh doanh và cán bộ nhân viên. Để làm sao để khách hàng tin rằng cái địa điểm nhà hàng Thế Giới Hải Sản của chúng tôi là cái địa điểm an toàn nhất sau cái ngôi nhà của chính anh chị đó, của họ. Đấy là nó thành một cái triết lý luôn. Tức là Thế Giới Hải Sản là cái nơi đến an toàn thứ hai sau ngôi nhà của bạn. Hay như là giải pháp căn cơ. Giải pháp căn cơ luôn. Và từ đấy tôi chấp nhận tăng chi phí nha. Bởi vì là khẩu trang này, rồi nước rửa tay này, xịt khuẩn này, vệ sinh nhiều hơn, lau dọn nhiều hơn. Đấy là bảo đảm để cái giải pháp thứ hai nữa là chúng tôi kêu gọi anh chị em cán bộ công nhân viên. Và đặc biệt là cứ cán bộ càng cao cấp thì phải chia sẻ về khó khăn về kinh phí với công ty. Nghĩa là chấp nhận giảm mức lương 3 đến 40, 50%. Chỉ như tôi là khoảng 50%. Các anh thấp hơn một chút thì là 40. Xong đến các em nhân viên thì nó chỉ 10, 15%. Còn cuối cùng thì là 5%. Để làm chia sẻ cái chi phí, cái chi phí nhân sự. Để làm sao mà không ai bị mất việc. Chi phí nhân sự mà công ty sẽ giảm bớt cái thua lỗ đi. Chứ còn là tôi xin lỗi các anh chị là đã 50-30% doanh thu ấy, thì chỉ có lỗ là chắc thôi. Chứ không mà lỗ thì làm gì có nguồn để đấy là mà lỗ thì làm sao mà nguồn để mà chi có trả thể cho... chi trả được. Đấy cũng nói để anh yên tâm là nếu như thế và công ty nào thì cũng có một cái nguồn tài chính nhất định để dự trù dự phòng. Và cái triết lý là tôi càng giảm được cái chi phí dự phòng đấy hàng tháng đấy thì tôi sẽ tồn tại được nhiều hơn. Đấy thì cái việc của chúng tôi bây giờ lại phải giải thích cho anh chị em cán bộ công nhân viên hiểu rằng là ban giám đốc rồi hội đồng quản trị kêu gọi anh em cắt giảm lương là để chúng ta tồn tại để phát triển, chứ không phải là cô thấy khó thì tôi đổ khó khăn lên đầu anh chị. Bởi vì rõ ràng doanh nghiệp nó chỉ có ngần ấy dự trữ tài chính thôi. Có 10 tỷ chẳng hạn, một tháng tiêu lỗ hết 1 tỷ thì chúng ta sẽ tồn tại được 10 tháng để đợi cơ lên. Nếu chúng ta lỗ 2 tỷ thì chúng ta có 5 tháng thôi. Thế mà dịch thì không biết được là nó sẽ là 3 tháng hay 5 tháng. Đến bao giờ? Đấy là những giải pháp như vậy. Đấy là cái tôi thấy cái giải pháp về chỗ bên Thế Giới Hải Sản chỗ anh Phú thì anh cũng có những cái giải pháp cũng rất là quyết liệt và cũng khá là hiệu quả. Còn về phía doanh nghiệp du lịch bên New Tour của chúng tôi thì chúng tôi coi cái vấn đề là ở cái thời điểm mà đang bùng phát dịch này, tất nhiên là du lịch là nằm im rồi, nằm im chờ đợi rồi. Ví dụ như khách hàng ăn thì vẫn có thể là vào nhà hàng, đúng không? Vẫn phải tiếp khách, tiếp khứa, nhưng chúng tôi thì hoàn toàn là khách là hủy hết tour. Thế thì chúng tôi lại phải tìm cách là tất nhiên là ở giai đoạn này là nằm im, chờ. Nhưng mà chúng tôi cũng bởi vì là khi mà chúng tôi đã không phải là khi mà cho nghỉ không lương, chúng tôi cũng có những cái nó gọi là cam kết với cả người lao động là khi nào hết dịch chúng tôi sẽ nhận coi như là lại nhân sự đó nếu như họ có cái mong muốn và nhu cầu quay trở lại công ty. Và cái chúng tôi cũng đã gọi là cam kết với cả người lao động.
Thế còn những đối với cả những lao động nào mà họ cũng không quá bận hoặc là về cái vấn đề gia đình thì tranh thủ cái thời gian này chúng tôi vẫn động viên lao động đi, và chúng tôi tổ chức những cái buổi học đấy, tập huấn nội bộ trong công ty, cũng như là cử các cán bộ nhân viên đó vẫn cho họ tham gia vào những cái khóa học mà bên các cái câu lạc bộ lữ hành cũng như là bên hiệp hội du lịch có tổ chức ra, và chúng tôi cũng động viên là mọi người là trong cái thời gian này thì khó khăn này thì nhưng mà nên là tranh thủ để mà tham gia những cái khóa đào tạo để nâng cao trình độ, thì đến cái khi mà cái dịch mà nó hết và chúng ta quay trở lại làm thì chúng ta cũng có được thêm những cái kiến thức bổ ích, bởi vì trong cái ngành lữ hành và du lịch này thì cái kiến thức thì luôn luôn là cần phải cập nhật. Đấy, thế thì chúng tôi cũng tranh thủ cái thời gian đấy để động viên anh em. Vâng. Đúng là giải pháp thì tôi cũng đồng ý rằng là mỗi doanh nghiệp sẽ có những giải pháp vì cái sự sống còn của mình trước hết đó. Vâng. Thì sẽ có những cái giải pháp riêng của mình, thì tôi tất nhiên nó sẽ rất là đa dạng, nó cũng sẽ phụ thuộc vào rất nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, đúng không? Sẽ không có một cái chung cho giải pháp như anh Phú khác với chị Hằng, thì cũng đó. Khác. Tôi thì tôi không phải là doanh nghiệp nên tôi không thể kiến nghị được doanh nghiệp sẽ phải làm gì. Đấy là cái, nhưng mà có lẽ cái điều đáng bàn nhất là hiện nay thế thì nhà nước liệu có giải pháp gì từ người làm chính sách để hỗ trợ cùng với cái giải pháp của doanh nghiệp hay không? Thì tôi qua anh Phú trao đổi thì đúng là có rất nhiều thông tin cũng rất mới. Thì tôi cho rằng là cái mà hiện nay là chúng ta hay hình dung là doanh nghiệp thiệt hại. Nhưng một thiệt hại là do mất thị trường, đúng không? Nhưng không, nó lại còn có cái thiệt hại là do chống dịch nữa. Là do tăng chi phí. Thế thì tôi cứ nhìn nhận thế này, thế rõ ràng là trong trường hợp này có lẽ nhà nước cũng phải chia sẻ với doanh nghiệp trong một số giải pháp. Ví dụ như thiệt hại thị trường thì đúng là nhà nước không thể chia sẻ và không thể can thiệp vào thị trường. Nhưng ví dụ như cái chi phí chống dịch, rõ ràng là có thể trong một cái nguồn kinh phí để chống dịch chung của quốc gia, thì rõ ràng tôi cũng nghĩ rằng là nhà nước nên cân nhắc đến cái việc phải chia sẻ cái việc này đối với doanh nghiệp. Ví dụ như có thể là hỗ trợ một phần nào đó cái kinh phí, ví dụ như hoặc nếu như tốt hơn nhà nước có thể bơm và có thể phun cái tẩy trùng sát khuẩn hộ doanh nghiệp mà không thu tiền chẳng hạn. Thế thì rõ ràng cũng là một cái hình thức mà cũng có thể là mà nó thậm chí nó thiết thực hơn cái việc mà tôi cho rằng là mang một gói tiền đến bảo tôi có tiền và vốn đây, anh có vay ưu đãi hay không. Thì rõ ràng trong trường hợp này chứ hẳn anh Phú đã cần cái tiền vốn đấy, nhưng cái mà thiết thực nhất là có thể hàng ngày phun cho tôi chính xác cái khử trùng thì anh như vậy có ngân đúng rồi anh, ví dụ như vậy. Thế thì tôi cho rằng là xét về mặt giải pháp ý, thì ở đây tôi đang chỉ nhìn từ phía góc độ doanh nghiệp thôi, thì rõ ràng là tôi cho rằng là nhà nước ngoài những cái gói tiền thì những cái hỗ trợ kỹ thuật tôi cho rằng là cũng rất quan trọng. Đấy là cái mà cần thiết đến. Hay là như chị Hằng, tôi nói rằng là trong cái quá trình mà doanh nghiệp không làm việc cái này thì chị Hằng lại có cái ý tưởng là thôi thì đào tạo cho nhân viên, mà đào tạo cho nhân viên thì nó cũng nằm trong chương trình mà hỗ trợ nâng cao cái năng lực nhân lực nghề nghiệp. Thế thì trong trường hợp này đào tạo nhân viên thì chị Hằng vẫn tốn kém, có thể vẫn phải thuê giáo viên. Thế thì có thể những cái hỗ trợ kỹ thuật theo tôi trong trường hợp này nhà nước hoàn toàn nên can thiệp và có thể hỗ trợ hộ doanh nghiệp. Là có ví dụ như trong thời kỳ này tổ chức các cái lớp đào tạo hỗ trợ cùng với doanh nghiệp là tổ chức triển khai để nâng cao cái nguồn nhân lực quốc gia chung cho cái việc này, và nó cũng là duy trì nguồn nhân lực để khi dịch đi qua thì chúng ta có cái nguồn nhân lực đáp ứng đủ cái điều kiện để phục hồi. Thì đấy là cái mà giải pháp. Nhưng tôi nghĩ những chi phí như là chi phí về phun thuốc này hay là chi phí về đào tạo nó chỉ là những chi phí cũng nhỏ thôi. Quan trọng nhất hiện nay chính phủ đang tập trung vào hai cái phần chi phí mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu lớn nhất, đó là cắt giảm lãi suất này, giãn nợ này, khoanh nợ để hỗ trợ doanh nghiệp này, ngoài ra những khoản liên quan đến thuế phí lệ phí rồi thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, tiền bảo hiểm xã hội. Đấy là những cái vấn đề mà rất là lớn mà chính phủ đang tập trung vào để có thể hỗ trợ doanh nghiệp. Vậy thì ngày đây hai doanh nghiệp đây đã có thông tin quan điểm của tôi thì thế này, tôi cũng mới nhận được thông tin là chính phủ có gói hỗ trợ về giảm lãi suất đâu 250.000 tỷ ạ, đúng không ạ, các ngân hàng. Nhưng mà thực ra thì bản thân lãi suất ngân hàng của đất nước Việt Nam mình hiện nó đang rất là cao, đấy tôi nói chung. Thế còn với hệ thống chúng tôi thì hiện nay thực sự là chúng tôi không chưa dùng cho đến bây giờ, thời điểm bây giờ thì cũng không dùng vốn vay mà dùng vốn của cổ đông là chính. Thế nhưng mà khó khăn như này, sau dịch muốn phát triển thì khả năng cũng sẽ phải sử dụng vốn vay. Nhưng mà theo tôi nếu mà giảm, các ngân hàng thông báo là giảm 0,5 với lại 1% ấy,
thì đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi thì thực ra nó cũng không có ý nghĩa gì, không tác động gì lớn, không có tác dụng lớn. Nó sẽ là vào các ông lớn thôi, thì các ông cái hàng nghìn tỷ thì họ sẽ có tác động. Còn đối với chúng tôi doanh nghiệp nhỏ vừa may vay 5 tỷ, 10 tỷ để mở 1-2 cái nhà hàng 20 tỷ thì thực ra không phải 50% không có ý nghĩa gì lắm. Nhưng số doanh nghiệp không vay nợ doanh nghiệp Phú chắc rất ít ạ. Vâng. Và thứ hai là không chỉ cắt giảm lãi suất còn giãn nợ rồi khoanh nợ nữa. Thì cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện là thì tôi muốn nói là cái câu chuyện mà nhà nước sẽ điều hành kinh tế bằng thuế, bằng phí, bằng các loại lệ phí. Đó, cái đấy là cái chúng tôi quan tâm. Thế bây giờ nói thuế thì lỗ rồi, lỗ chắc rồi. Thì câu chuyện thuế theo người doanh nghiệp là thôi khỏi, không cần phải giảm, phải trừ gì cả. Thì cũng không có mà nộp. Có đâu mà nộp, tức là ông lỗ thì không có nộp, mà ông lãi thì phải nộp đi để giúp cho những người khác, cho ngân sách đúng không ạ? Từ ngân sách từ thế mà ra mà. Thế tóm lại ông lỗ thì khỏi nói rồi. Ông lãi, vì vậy tôi không đề nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Mà chúng ta ở đây có một nguồn cái nộp rất lớn này. Thí dụ đối với doanh nghiệp chúng tôi là thuế giá trị gia tăng VAT và cái chi phí lớn thứ hai nữa là bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội cứ một đồng lương doanh nghiệp trả thì phải nộp 32% đến 3.2 nữa. Thì thực sự là trong điều kiện bình thường kinh doanh có lãi hoặc là hòa vốn thì không vấn đề gì cả, nghĩa vụ tôi phải làm. Nhưng bây giờ tôi đang lỗ rất là nặng và cái vốn, cái dự trữ ngân sách, dự trữ tài chính của từng công ty nó cứ hẹp dần lại. Thế thì sau dịch tôi phát triển sản xuất bằng cái gì? Thì tôi xin rằng là cái giá trị gia tăng miễn hoặc giảm cho tôi trong 6 tháng dịch này. Và đến 6 tháng sau khi bắt đầu vào hết dịch thì cho tôi nộp chậm. Thì tôi có nguồn lực để tôi phát triển sản xuất. Không xin mà chậm nộp thôi đó. Chậm nộp. Cái 6 tháng mà lỗ chắc ấy thì tôi xin. Còn 6 tháng sau khi bắt đầu nó hồi phục thì tôi xin chậm nộp. Thì tôi mới có nguồn lực để tôi phục hồi sản xuất kinh doanh. Và cái vấn đề thứ hai là vấn đề bảo hiểm xã hội cũng vậy. Thế còn nếu như mà nhà nước quan tâm, mà chính phủ quan tâm mà có cái gói lãi suất mà nó thấp hơn nữa. Mà tất nhiên là cần có tài sản đảm bảo. Thì thực sự đấy mới là cái giúp thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Và theo quan điểm của tôi, chính là nền tảng của nền kinh tế nó lại bắt đầu từ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì nó cái nền nó rộng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chứ không phải chỉ là mấy ông lớn. Chúng ta cũng đang tập trung giải pháp để cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mà. Chính xác. Những doanh nghiệp lữ hành thì tôi sao? Tôi thì như ý kiến của anh Phú cũng như là của anh Hiếu thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí về cái quan điểm là đối với cả những cái vấn đề về thuế hay là các cái chính sách về bảo hiểm xã hội cho người lao động thì đấy cũng là một cái vấn đề cũng thực sự là rất là thiết thực, rất thiết thực. Bởi vì sao? Bởi vì cái quỹ mà bảo hiểm xã hội đấy thì đương nhiên là người lao động thì người ta là như nếu như kinh tế bình thường cứ thế mà đi lên thì không vấn đề gì, thì nhưng chúng tôi vẫn chi trả được. Cao, là thế cao nhưng mà trong điều kiện cái okay. Bảo hiểm xã hội ở thời điểm hiện nay cũng như doanh nghiệp anh Phú mà bảo là không cho người lao động nghỉ thì anh cũng sẽ phải gánh một cái lượng coi như là chi phí về bảo hiểm xã hội rất là lớn. Thì doanh nghiệp của tôi tất nhiên là cũng đấy, như lúc đầu tôi nói là tôi cũng giảm dừng hợp đồng lao động với cả các 50% người lao động là để là giao chúng tôi đầu tiên, chúng tôi tự cứu mình. Thực sự là lúc đấy là tôi cũng không nghĩ là trông chờ gì về cái vấn đề về bảo hiểm xã hội, lúc đấy là chưa nghĩ thế này. Nhưng mà ở thời điểm hiện nay thì tôi thấy thực sự là kể cả các cái doanh nghiệp khác trong du lịch, không chỉ doanh nghiệp tôi, chúng tôi cũng rất là mong là làm sao để chúng tôi cũng phải duy trì ít nhất là những cái cốt cán, những cái người nhân sự mà gọi là người ta, thứ nhất là người ta đã gắn bó lâu với doanh nghiệp rồi, thứ hai là người ta có trình độ chuyên môn cao. Mình bây giờ mình cũng cho người ta nghỉ thì sau này để mà lôi kéo họ lại trở lại với cả doanh nghiệp. Tại vì bản gọi là doanh nghiệp nhân sự nó là cái nền tảng của doanh nghiệp rồi, là cái mấu chốt rồi, nhất là trong ngành dịch vụ. Đấy, thế nên là chúng tôi cũng cần phải giữ người, mà giữ người ít nhất thì mình cũng phải đảm bảo được cái quyền lợi cho người ta về cái bảo hiểm. Thế thì chúng tôi cũng mong muốn là chính phủ cho chúng tôi được chậm nộp, và tốt hơn nữa là có thể là giảm được cái phần một phần nào đó cái chi phí nộp bảo hiểm xã hội để mà chúng tôi có thể vượt qua được cái giai đoạn này. Và chúng tôi cũng có thêm một cái ý nữa, ngoài cái ý là về nộp thuế cũng như là cái bảo hiểm xã hội đấy, đối với các ngành dịch vụ thì phần nộp thuế giá trị gia tăng cũng khá là cao thì có thể là giảm được. Ngoài ra
thì chúng tôi cũng rất là mong ấy là chính phủ khi mà đưa ra cái gói mà 25.000 tỷ đúng không ạ, thì 250.000 tỷ thì có thể là có những cái, tức là khi mà đưa xuống cho bên ngân hàng nhà nước và từ ngân hàng nhà nước xuống các ngân hàng thương mại cũng phải có những cái mà cụ thể hóa hơn. Bởi vì thực tế là cho đến nay thì doanh nghiệp tôi cũng, nó thực sự là cũng chưa có một cái doanh nghiệp mà có một cái ngân hàng thương mại nào và họ có không cần phải trực tiếp mà có thể thông qua những cái hiệp hội du lịch chẳng hạn để họ phổ biến xuống cho các doanh nghiệp về du lịch như chúng tôi biết rằng là chúng tôi sẽ được là những cái ưu đãi như này, những cái hỗ trợ thế kia, thì chúng tôi thực sự là đến bây giờ cũng chưa thông tin gì. Đấy, ngoài ra thì những cái chương trình kích cầu đấy, về du lịch thì cũng mong là được chính phủ cũng như là nhà nước, những bộ ban ngành là có những cái truyền thông mạnh hơn đấy, và không để những cái thông tin và những cái truyền thông xấu, bởi vì khi mà cái dịch Covid này bắt đầu bùng ra thì du lịch và những đơn vị lữ hành như chúng tôi ấy, là bị ảnh hưởng đầu tiên, ảnh hưởng nặng nề nhất. Và chúng tôi thì là đơn vị lữ hành ấy, thì chúng tôi cũng là cái dịch vụ, nó gọi là có thể nói là một cái cầu nối của tất cả những cái dịch vụ du lịch, tức là nó sẽ là một cái, chúng tôi là đơn vị tập hợp lại các cái dịch vụ gồm có khách sạn, nhà hàng. Đấy, khách sạn, nhà hàng, Đông Phú cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, khách sạn, đúng không? Vâng. Đấy, thì đương nhiên là những cái ngành như là hàng không hoặc là khách sạn, bản thân họ cũng được hỗ trợ. Khi họ hỗ trợ thì họ sẽ có những cái mà phần ví dụ như là giảm giá hoặc là để làm sao kích cầu lên. Bởi thân bản thân họ không nhận được những cái gói hỗ trợ hoặc cứu trợ đấy của từ chính phủ thì họ đương nhiên về cái giá thành, những cái giá thành ấy, của họ cũng không thể thấp hơn để mà chúng tôi có thể đưa ra một cái giá mà như thế này. Hôm trước thì có một cái tờ báo, tôi cũng không nhớ tên lắm, là họ cũng đưa ra ngay lập tức là trong một cuộc họp thì của bên Hiệp hội Du lịch, và thì sau đó là họ có đưa ra một cái bài báo mà họ, vì họ cũng không nắm được đầy đủ thông tin, thì họ ghi là sẽ có những cái sản phẩm du lịch nội địa kích cầu giảm từ 20-80% tour du lịch. Thế thì khi đó thì các công ty du lịch lữ hành ấy thì mới lại phản ánh lại lên cho bên tổng cục cũng như là bên Hiệp hội Lữ hành là thế, nếu như mà bên báo chí mà đưa ra cái thông tin là giảm 20-80% tour, thế thì chúng tôi mọi khi chúng tôi làm thì chúng tôi lại quá lãi à, lãi lại 80% tour như thế đấy, tức là cái thông tin nó không được chính xác đấy. Thế thì chúng tôi cũng thực sự là cũng phải nói là cái hoạt động về truyền thông quảng bá nó cũng rất là quan trọng. Về cái kiến nghị thì theo tôi muốn trao đổi với anh Hiếu như này. Anh là người làm chính sách và các anh tư vấn cho lãnh đạo đúng không ạ? Thì tôi có một cái nhận xét như này, tức là nói gì nói dịch cũng sắp hết rồi đấy. Chúng ta đánh giá một cách gọi là lạc quan có khi nó sắp hết rồi. Thủ tướng nói câu chuyện là hỗ trợ doanh nghiệp giảm phí giảm thuế cách đây ít nhất 1 tháng cho đến 3 tuần, phải nhanh luôn. Bây giờ chưa thấy các cơ quan bộ ban ngành có bất cứ cái gì động viên chúng tôi là người làm doanh nghiệp, đúng rồi, rằng là các ngài ơi, các em ơi, các bạn ơi, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn thế này, yên tâm mà kiên nhẫn mà chống dịch đi. Nếu phải chắc chắn, nó phải rõ ràng, một lời hứa, một cái lời, một cái quyết định rằng là sau dịch hay là trước dịch gì đấy, thuế sẽ giảm thế này, phí sẽ giảm thế kia, đúng không ạ? Cũng phải nhanh như là phải nhanh, thì nó tạo cho lòng tin của doanh nghiệp, người ta cũng có cái niềm tin để người ta cùng chống chọi cái cơn hoạn này. Cái này thực sự là một cái đại dịch và nó gọi là trường hợp bất khả kháng. Chúng ta phải hiểu trước đấy là trường hợp bất khả kháng chứ không phải là một chuyện dịch bệnh bình thường nữa, vì nó ảnh hưởng toàn cầu. Anh Hiếu có chia sẻ lúc ngồi bên ngoài là anh cũng chẳng sợ cái con này cả, nhưng tôi cũng không sợ, nhưng mà rõ ràng nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Các con số hàng nghìn tỷ, hàng trăm tỷ đô la thiệt hại vân 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 là có sự thật. Thế thì mỗi doanh nghiệp bây giờ người ta như chúng ta nói là đều cố gắng để chống chọi, để vượt qua, chứ cũng chả có ông nào buông tay cả. Thế nhưng nếu có sự động viên của hệ thống toàn như là toàn của hệ thống chính trị và thì doanh nghiệp cũng yên tâm hơn, thì doanh nghiệp sẽ yên tâm hơn rằng là tôi sẽ cố gắng chống chọi, không đến mức tôi buông tay. Tôi giống người chữa bệnh đang bệnh ấy mà, người ta ốm ấy mà có lời động viên, có lời hứa chú khỏe đi rồi anh sẽ giúp đỡ, chú để chú tiếp tục cái quốc. Tôi rất chia sẻ với anh Phú, đúng là anh nói hoàn toàn thực tế, và đúng là mình cũng ngẫm ra rằng là thông tin nó phải nhanh,
phải rất là rõ ràng. Bởi vì doanh nghiệp rất cần cái thứ rõ ràng. Doanh nghiệp không cần những thông tin là chính phủ mới có gói 250.000 tỷ hay là 300.000 tỷ. Cái thứ đó doanh nghiệp có thể là không thực sự quan tâm. Nhưng doanh nghiệp chỉ quan tâm trong trường hợp của mình. Thực sự mình sẽ được nhận được cái gì hỗ trợ trong mùa dịch và sau mùa dịch. Thì để họ có cái phương án phòng chống và phục hồi phù hợp nhất. Đấy là tôi cho rằng hoàn toàn là đồng ý, có rằng đây là một cái kiến nghị. Tôi cho rằng là làm chính sách cũng phải rất nhanh, rất quyết liệt như phòng chống dịch, rất nhiều chuyên gia nói. Nhưng tôi cho rằng là thế thì cái triển khai những cái gói hỗ trợ cũng theo tôi là phải rất nhanh. Nhưng qua cái trao đổi của hai doanh nghiệp thì tôi cho rằng là sẽ không có, không nên có những cái gói hỗ trợ chung chung được. Rõ ràng phải phân loại các doanh nghiệp khác nhau với những loại khó khăn khác nhau, và phải có những cái hỗ trợ theo tôi là nó rất thiết thực. Ví dụ như anh Phú rõ ràng nếu nhìn câu chuyện này, đặc biệt đặc biệt là sau dịch chứ không phải là trong dịch. Chính xác. Rồi. Trong dịch đây nói về lại chúng ta đang có bàn một khía cạnh tích cực nào đó của cái dịch này, thì rõ ràng cái dịch này nó đang sàng lọc các loại doanh nghiệp, nó đang cho các doanh nghiệp kiểm tra lại sức khỏe của nó. Của mình đúng không? Thì người ta đang kiểm tra sức khỏe thì không cần phải bơm, không cần phải giúp gì cả. Xin lỗi, ông nào yếu thì có thể là cũng phải lựa chọn để ông đừng tham gia ngành ấy nữa. Nhưng mà vấn đề là sau dịch. Ok, tôi hiểu. Bởi vì ông Phú đang nghĩ là dịch sắp hết, nhưng mà bây giờ cũng không biết diễn biến như thế nào. Nhưng mà đúng là, tôi nghĩ là phải rất nhanh, đầu tiên phải ra quyết định rất nhanh. Chính xác. Nhưng quyết định nó phải rất phù hợp và nó phải rất, theo tôi, ở một chừng mực nào đó, nó phải khá công bằng. Chính xác. Công bằng có nghĩa ở đây là thông tin phải đến đồng đều. Để mọi doanh nghiệp đều có cơ hội để được hưởng như nhau. Cái thứ hai nó phải rất cụ thể và cho từng trường hợp, nghĩa là phải phân loại được doanh nghiệp. Phân loại doanh nghiệp và cái gói hỗ trợ nó phải rất phù hợp. Tôi lấy ví dụ như doanh nghiệp lớn có thể cần tiền, như anh Phú có thể không cần nhiều tiền, mức lãi suất có thể như anh kỳ vọng tiền ít nhưng mức lãi suất có thể thấp hơn, hoặc là những cái hỗ trợ khác hay chị hàng có thể là đòi hỏi. Thế thì như vậy, tuy nhiên cái thách thức lớn nhất hiện nay là phải quyết định nhanh, phải chính xác theo doanh nghiệp để có cái biện pháp mà nó hỗ trợ thực sự cái người ta cần. Thực sự là cái người ta thì cần. Cái đấy thì đấy là cái và cái quan trọng nhất là công bằng. Bởi vì nếu không thì nó sẽ lại là một cái cuộc sàng lọc mà theo tôi là méo mó. Ví dụ như trong cái cuộc dịch này, doanh nghiệp nào mà lại có cơ hội để tiếp cận thông tin nhiều hơn này, tốt hơn, thì họ lại vượt qua dịch mà lại tranh qua nó, họ lại tiêu diệt đối thủ một cách theo tôi là không phải là thị trường, mà lại dùng cái sự méo mó của một những cái gói hỗ trợ. Thì như vậy cái sự công bằng, thông tin đến đồng đều và hỗ trợ một cách đồng đều thì theo tôi là quan trọng. Vâng. Trong số đối thoại trước thì các khách mời cũng còn nói là chúng ta tính là dịch đến hết quý 2, thì tuy nhiên là đúng là cũng không biết diễn biến như thế nào và chúng ta không thể chủ quan. Thứ hai là những cái giải pháp đưa ra thì mới hôm trước đã còn đăng bàn thì hôm sau cũng đã đưa ra chính sách rồi. Tôi nghĩ là doanh nghiệp phải liên tục theo sát, liên tục phải cập nhật và xem mình nằm trong cái nhóm nào, mình được tiếp nhận cái gì. Thì như vậy là bởi vì chúng ta không thể trông chờ hay kỳ vọng là mọi chính sách đến với chúng ta bằng cách là rất là nhanh chóng và sát sao, nếu chúng ta không thực sự có trách nhiệm với mình, đúng không ạ? Vâng ạ, thì tôi nghĩ là doanh nghiệp phải cập nhật và thường xuyên liên tục. Không, như tôi thì tôi lại nghĩ khác. Tôi lại nghĩ là có lẽ phải thay trong cái thời kỳ nó bình thường. Vâng. Thì có thể là doanh nghiệp sẽ phải cập nhật thường xuyên. Vì họ có thể yên tâm với kinh doanh. Nhưng bây giờ họ đang rất bận trong cái việc mà phải đối phó với lại cái tình trạng hoạt động kinh doanh. Thì có lẽ trong cái bối cảnh này mình lại phải tư duy ngược lại chính sách. Có lẽ là chính sách khi ra đời là thay vì doanh nghiệp chủ động tiếp cận như ngày xưa, thì bây giờ có lẽ phải thay đổi. Là mình phải chủ động đưa thông tin đến doanh nghiệp thông qua hiệp hội, thông qua các kênh, thậm chí dùng cái kênh TV, đài báo hoặc thậm chí radio, thậm chí gửi thư đến từng doanh nghiệp. Theo tôi rõ ràng là cái cách tiếp cận như đặc biệt anh Phú nói, tôi rất đồng ý. Phải thay đổi cách tiếp cận là phải nhà nước phải chủ động hơn, công bằng hơn và tiếp cận đến mọi đối tượng một cách nhanh hơn. Phải có các biện pháp nguồn thu một cách rút ráo hơn. Chứ không phải là đợi doanh nghiệp lại nghe ngóng để rồi doanh nghiệp tiếp cận thông tin. Thì tôi cho rằng là... Thế còn hiện nay chúng nhưng ta bản thân đây doanh nghiệp thì... họ cũng rất thông minh, họ cũng rất là biết, nó sát sườn với quyền lợi của họ mà. Chúng ta đề xuất đây, từ tiếng nói chung thì tạo thành dư luận, thì tạo thành cái chính sách thì cũng là một cái tốt chúng ta đang ngồi bàn với nhau. Nhưng mà đấy, quan điểm của tôi đó là chính phủ thực chất là thu thuế, đúng không ạ? Mà thu thuế thì nguyên lý của ngành thuế là phải nuôi nguồn thu. Chắc chắn là chính phủ cũng biết, chính phủ biết mà. Nhưng mà hành động đã liệu đủ nhanh như thủ tướng muốn chưa? Đúng rồi. Thủ tướng muốn có gì cái thủ tướng muốn ngay. Nhưng bộ ban ngành các phối hợp để tạo ra quyết định, tức là các anh phải tính toán, đúng không ạ? Bên Việt Anh chẳng phải tính là bây giờ giảm cho các bạn ấy bao nhiêu thuế thì là nó phù hợp với ngân sách, với thu chi, đúng không ạ? Nhưng tôi đề nghị là các anh tính cho nhanh một tí. Có nghĩa là hỗ trợ như thế nào không biết, nhưng phải hỗ trợ nhanh.
Bây giờ tôi này, trong dịch này, tôi làm ngày làm đêm, tôi làm bận hơn là không có dịch. Thì các anh cũng vậy thôi, làm ngày làm đêm tính cho nhanh, ra con số xem hỗ trợ doanh nghiệp thế nào thì nó không ảnh hưởng đến vĩ mô. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và anh cho tôi một cái kết chia luận. Chia sẻ với anh Phú cái đấy. Anh cho tôi doanh nghiệp phải có thông tin sớm, thì họ để có cái kế hoạch. Có niềm tin để có niềm tin và có kế hoạch để phục hồi sản xuất kinh doanh và duy trì. Chứ còn về dịch thì tôi nghĩ là trước đây tôi tính hơi lạc quan, nhưng rõ ràng bây giờ sau khi Hàn Quốc, Nhật, Mỹ thì rõ ràng đến tháng 6 hết quý 2 là không có câu chuyện là phục hồi ngay sau hết quý 2 được. Ngày xưa chúng tôi tính là chỉ tháng 4, tháng 5 thì mùa hè tới là ấm lên mọi cái là ok. Nhưng lại sinh trong Hàn Quốc, sinh riêng Mỹ. Nó diễn biến rất khó lường, Hàn rất Quốc phức tạp. Hàn Quốc thì là, là đối tác kinh tế rất là quan trọng với mình, đi lại rất là nhiều. Mỹ thì là người ta dẫn đầu kinh tế thế giới. Ông Trung Quốc là số 2. Thế ba ông ấy ốm cả rồi thì bảo ông Việt Nam mình mà chóng khỏe thì là sẽ là câu chuyện không hợp lý. Chúng phải có này, nhanh, ngay, rõ ràng. Ngay, rõ ràng. Thì rõ ràng chúng đây doanh nghiệp càng cần hỗ trợ nhiều và cần càng được động viên trong cái thời điểm này này. Rất tốt. Chứ để 3 tháng nữa, 6 tháng nữa thì có lẽ thì cũng là câu chuyện nó cũng tốt thôi. Thậm chí có người người ta không còn kinh doanh và người ta không còn quan tâm nữa đúng không? Đến trong cái lĩnh vực về du lịch ấy, trong du lịch chúng tôi ấy, một ngày cũng tôi cũng chia sẻ với anh chị là một ngày chúng tôi xem về thời sự cũng như là tất cả những cái bản tin trên các cái báo mạng ấy, chúng tôi phải cập nhật tối thiểu phải 10 lần. Đấy, chứ chúng tôi bởi vì chúng tôi là nó ảnh hưởng đến trực tiếp đấy, đến chúng tôi. Rồi. Nên chúng tôi cũng theo dõi rất là xa và cũng như là chia sẻ là bên các cái đơn vị như Tổng cục Du lịch hay Sở Du lịch Hà Nội. Đấy, hoặc là Hiệp hội Du lịch thì vẫn có những cái chúng tôi vẫn có những cái group để mà có thể là liên tục cập nhật thông tin. Đấy, nhưng mà vì là chúng tôi thực sự là cũng nghe đến cái vấn đề là hỗ trợ nhưng mà đến thật sự đến bây giờ là cũng chưa có một cái hỗ trợ gì mà nó mang tính chất là thiết thực cả. Đấy, cũng phải chia sẻ thật với cả chỗ anh Hiếu như thế. Rất đáng lưu ý. Vì theo như chúng tôi truyền thông ạ, thì thường xuyên theo sát các thông tin của các bộ ngành, thế ngay Bộ Tài chính rồi Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại, tôi cũng thường xuyên họp, cũng thường xuyên đưa ra rất là nhiều những giải pháp. Thì chúng ta mong nhất là cái việc là phải nhanh chóng kịp thời và thông tin phải đưa đến sát với cả từng doanh nghiệp, đúng không ạ? Đúng ạ. Và ngày hôm nay thì tôi nghĩ là chúng tôi làm chương trình đối thoại như này thì cũng rất mong muốn truyền tải tiếng nói của các chuyên gia rồi các doanh nghiệp lên những người làm chính sách ạ, để biết là cái khó khăn nó đã đến như thế nào rồi. Thậm chí có các chuyên gia tính là đến giữa tháng 3 năm nay mà không có giải pháp, nhiều doanh nghiệp còn giải thể, ngừng hoạt động, không còn nguồn nữa. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là tình trạng rất là cấp bách. Thì chúng tôi muốn tổ chức chương trình điện thoại cũng nhằm để lắng nghe tiếng nói của các khách mời. Đấy, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì rất là mong là các khách mời có thể có một cái chia sẻ rất là ngắn gọn từ phía cá nhân của mình về những cái mong muốn và nguyện vọng của mình trước khi mà chúng tôi kết thúc ạ. Thì trước hết là tôi xin mời ý kiến của ông Phú trước ạ. Tôi nhân cái dịp này thì cũng muốn mong muốn các cái doanh nghiệp nói chung, chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng mà cũng tự động viên, tự cố gắng để vượt khó và san sẻ, chia sẻ những cái thiệt hại khó khăn. Tôi nói ví dụ trong ngành dịch vụ tôi thì cái chi phí về thuê mặt bằng nó rất là lớn, nó chiếm tỷ lệ rất lớn. Thế hiện nay chúng tôi đang kêu gọi các doanh nghiệp hoặc cá nhân cho phía nhà hàng thuê địa điểm giảm giá. Nhưng câu chuyện này thực sự là phải câu chuyện xã hội đấy. Bởi vì là ai cũng cá nhân cả. Họ không muốn giảm giá vì họ cũng đang khó. Doanh nghiệp họ cũng đang khó. Thế tại sao họ phải giảm giá tôi? Nhưng mà thử nghĩ rằng nếu tất cả chúng chia sẻ, xã hội chung chia sẻ với nhau thì khả năng tồn tại của tôi và của họ đều tốt hơn. Đó. Thì cũng muốn là bản thân các doanh nghiệp là với nhau cũng chung sức tránh những cạnh tranh xấu trong cái thời điểm càng khó khăn này, càng phải chung tay, càng phải chia sẻ để chúng ta cùng nhau vượt qua được cái khó này. Thế còn về chính sách của chính phủ nhà nước ấy, thì cũng rất mong mỏi có những cái chính sách cụ thể, thiết thực và ngay lập tức để làm sao giúp cho doanh nghiệp ít nhất là có niềm tin, thứ hai có những sự trợ giúp hữu hiệu để có thể vượt qua dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch. Và cũng nhân dịp chương trình thì cũng gọi là cầu trời khấn Phật để cho cái dịch này nó qua nhanh hơn, nhanh nhất có thể. Chứ còn chúng ta đã làm, Đảng, Chính phủ, Nhà nước của nhân dân cũng làm tất cả những việc gì có thể rồi, trong cái năng lực chúng ta rồi, để mà phòng chống dịch rồi. Tôi thì cũng là một cái doanh nghiệp mà đại diện cho về khối lữ hành, thì chúng tôi cũng thực sự là cũng cũng
thấy rằng là cái về cái tức là Việt Nam mình thì không phải bây giờ mới phòng chống dịch, mà trước đây là chúng ta đã có xảy ra những cái dịch đại dịch rồi. Ví dụ như SARS năm 2003 và Việt Nam mình cũng đã vượt qua. Thì tất nhiên là như thế này, về hoạt động lữ hành và du lịch thì chắc chắn là nó không thể ngay lập tức một sớm một chiều mà gọi có thể là hồi phục nhanh được. Ít nhất thì có thể nói là ít nhất cũng phải là một năm. Đấy, hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng mà thôi thì do cái này nó cũng là cái mà cũng không ai mong muốn xảy ra, cả thế giới cũng bị ảnh hưởng, thế nên chúng tôi cũng cũng hy vọng rằng là dịch bệnh sẽ sớm có thể là được, một là chúng ta tiếp tục kiểm soát tốt, thứ hai là cũng sẽ làm sao mà coi như là các cái biện pháp để mà có thể là ra những cái loại phương thuốc hoặc là những cái loại chống virus này để có thể là nhanh chóng để qua cái dịch này, và làm sao mà có thể là nhà nước và cũng như chính phủ có những cái các cái bộ ban ngành có những cái giải pháp mà thực sự là phù hợp, và cũng như anh Phú nói là phải thực sự là nhanh chóng để mà có thể là hỗ trợ được cho những cái doanh nghiệp, mà để chúng tôi có thể là tiếp tục yên tâm vào cái công tác hoạt động cho doanh nghiệp. Đúng, đầu tiên thì tôi cũng rất là chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Đấy là cái mà rất đáng tiếc. Tuy nhiên từ câu chuyện này thì chúng tôi, những người mà gọi là tham mưu chính sách thì có rất nhiều thứ phải đáng suy nghĩ. Cái thứ nhất là đúng là cái năng lực phản ứng chính sách bây giờ rất quan trọng. Cái năng lực ở đây không những là phản ứng phải một cách rất là nhanh chóng, kịp thời. Và cái như doanh nghiệp nói cần một cái thông tin rõ ràng. Rõ ràng đó là nếu nó hỗ trợ hay không. Nếu có thì đó là cái gì và bao giờ và mức độ thế nào, để doanh nghiệp có cái phương án để họ có thể gọi là tốt nhất, để họ cùng chung tay. Thế thì tôi cho rằng là về phía làm chính sách thì Thủ tướng thì mong muốn, thì tôi cho rằng là cái mong muốn Thủ tướng phải nhanh như các cái quyết định phòng chống dịch và phải rất cụ thể. Tôi khẳng định lại, doanh nghiệp cần một cái thứ rất cụ thể, chứ không chung chung mơ hồ là gói hay là một gói, hai gói, ba gói các biện pháp vân vân. Họ rất cần cái cụ thể là đặt mình trong cái chương trình đấy thì mình được cái gì và bao giờ được và được đến mức độ nào. Thì tôi cho rằng đấy là cái thông điệp quan trọng nhất. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Khi mà chúng tôi mời tới trường quay đối thoại các doanh nghiệp ở các lĩnh vực ngành nghề khác nhau thì mỗi doanh nghiệp có một đặc thù, mỗi doanh nghiệp có một cái khó khăn riêng, rồi những cái giải pháp tự ứng cứu cho mình riêng, thì chúng tôi chỉ mong là các doanh nghiệp vẫn tiếp tục giữ vững được cái tinh thần như vậy, tiếp tục thật là nhanh nhạy để tìm ra những cái giải pháp phù hợp với từng doanh nghiệp của mình, để ít nhất là chúng ta tồn tại và có thể vượt qua được cái giai đoạn này. Thì ngày hôm nay có hai doanh nghiệp chúng tôi thực sự là chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp và cầu mong là đại dịch này sớm qua đi và các doanh nghiệp chúng ta lại tiếp tục có thể hoạt động và đóng góp cho xã hội. Thì một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại và rất là nhiệt huyết về cái đề tài của đối thoại ngày hôm nay ạ. Và xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trong website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong một chương trình đối thoại tiếp theo ạ.